Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty thực phẩm Thọ Phát là một trong số hơn 150 gian hàng tham gia hội chợ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của thương hiệu hơn 30 năm có mặt trên thị trường. Có thể kể đến các loại bánh bao nhân mặn, bánh bao nhân ngọt, các loại dim sum, bánh truyền thống và dòng sản phẩm đông lạnh đang có mặt tại khắp hệ thống siêu thị trong nước. Ngoài việc phân phối mạnh trong thị trường nội địa với nhiều kênh phân phối sỉ lẻ và toàn bộ hệ thống siêu thị lớn trên cả nước, Thọ Phát vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thêm nhiều thị trường tại nước ngoài với hàng trăm sản phẩm đa dạng, góp phần đưa hàng Việt tiếp cận với thị trường quốc tế. Được biết, Thọ Phát đã đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được kiểm soát chặt chẽ theo chương trình HACCP, hệ thống quản lý ISO 22000 và ISO 450001.